Chào chào các bạn, đây là kênh của mình, hôm nay mình đang Ren Nguyễn. Hôm nay mình sẽ nói thằng nhân vật romance người sắc mà các bạn đã coi. Coi mày có những cái gì không? Không, trời mưa bạn ơi. Ủa, chú có cái gì ta? Có thùng gì ta? Thùng gì ta? Thùng rác gì ta? Có ba thùng rác. Wow, ai để ba thùng rác này ta? Mình lại gần đọc coi. Đồ gỗ. Có kiếm nè. Chứ ta thùng rác gì mà đừng kiếm cái gì vậy ta. Lấy tí kiếm đi. Dạ. Còn thùng thứ hai là cái gì? Thùng rác đựng ngọc. Viên ngọc rồng của Goku của ta. Tao thử rồi mà có coi. Thôi thôi thôi. Thùng phi ngọc rồng, wow, nghe đó. Thùng rác vip gì ta? Ừ, có cái vùng nó sẽ ra ta. Thùng rác đựng quần áo cũ mà. Như ta? Có rác đựng quần áo cũ, có gì đồ gì. Có đồ, bộ đồ cũ hề. Xin mặc thử coi. Wow, nào, cái nó cũ nè. Cái quần nè, cái chân nè, đó, wow, mặc đồ này giống mặc bộ đồ lắc đó ta, đâu thử bay được, như nói anh được biết bay không ta, thử bay thử gọi, ấy bay gọi, bay cao nữa rồi, ghê quá ta, ghê ta, không phụ dân là người sắc Iron Man, thể bay 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 cao được, ghê thiệt, bay cao dữ ta, bay hoài vậy thì nói tới nơi vậy. Wow, bay cao quá ta. Wow. Wow. Bay tiếp bên người sắt ơi. Bay lên rồi. Wow. Wow. Xuống đường phố rồi. Trời. Bay cao dữ trời. Mình không biết về nhà luôn đường nào đây. Wow. Bao giờ mà cao dữ vậy trời. Wow. Tao phải xuống rồi, bay qua tầng máy luôn. Không là người sắt kia hiệp. Xuống nào, hạ xuống xíu ai, mày. Ghê thiệt, không là người sắt. Người sắt bay cao quá ta. Ghê thiệt, gắt quá. Wow, nhà mình đâu ta? Ai mình thấy kia? Chạy về phía nhà mình. Nghiệm vãi. Mưa này. Vừa bay vừa nhảy được kinh khủng thiệt. Wow, núi luôn, bay núi luôn các bạn, bay lên nó coi cao nó coi nó sẽ bay về nhà rồi các bạn. Yeah, đi bên trong thiệt, ngon thiệt. Wow, xuống ơi, hạ xuống rồi nào. Sao xuống rồi? Sao xuống rồi? Bay xuống rồi, hạ xuống rồi nào, hạ xuống nào. Nó, cũng hạ xuống được. Đó,
xuống đấy, xuống đấy, xuống nữa. Đó, không quen người sắc lại bay được. Ôi dạng này siêu nhân ai đây nhỉ? Không không ngờ hùng rác đây cũng có lợ quá ta. Chạy vô tóc bàn thờ chạy về nhà. Đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Đó, sẽ đến nhà rồi anh em ạ. À.